Clickbuy đồng hành cùng video này. Đặt mua iPhone 13 mới nguyên sim chính hãng Việt Nam tại Clickbuy giá rẻ nhất, trả góp chỉ từ hơn 3 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời iPhone giá cực ưu đãi, tặng gói khuyến mãi lên tới hàng chục triệu đồng, tặng gói bảo hành rơi vỡ, rơi nước chất lượng tốt nhất Việt Nam. Truy cập ngay clickbuy.com.vn hoặc hotline 1900 633 909 hoặc tới các showroom Clickbuy gần nhất để được tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại. Bình thường thì có thể thấy rằng là phần lớn các thiết bị đồng hồ thông minh thường chỉ nên coi là một sản phẩm phụ trợ cho smartphone dưới các công việc như là theo dõi sức khỏe, đồng bộ xem nhanh thông báo, cuộc gọi vân vân. Nhưng được cái là các anh bạn phương Bắc thì không nghĩ như vậy. Khi đã ra mắt không ít các smartwatch với cấu hình của smartphone và dĩ nhiên là giúp không ít các anh em thỏa mãn mong ước hơi nhảm là chơi các tựa game nặng đô nhất của điện thoại trên cái màn hình bé bằng mắt muỗi như vậy. Chiếc đồng hồ thông minh trong video này sẽ là một thiết bị như vậy. Và có thể nói, đây chính là mẫu smartwatch mạnh nhất trong lịch sử review của kênh này luôn. Không dài dòng nữa, mình sẽ bật mí ngay cho anh em tên gọi của mẫu đồng hồ này. Đó là chiếc Rockbit Air. Chiếc smartwatch này thì có hai phiên bản gồm RAM 1GB bộ nhớ 16GB và cao nhất lên tới RAM 4GB bộ nhớ trong là 128GB. Phiên bản của mình chính là bản Max Pink cho con đồng hồ này. Và đây cũng là một phần lý do giúp nó trở thành mẫu smartwatch chơi game có giá rẻ mạnh nhất thị trường hiện nay. Như mọi khi thì anh em có thể ngó qua link bán chính hãng lẫn thanh lý của sản phẩm bên dưới, cũng như là kiếm deal giảm giá tới 1 triệu đồng vào đợt sale cuối năm trên trang Banggood. Còn bây giờ sẽ là đánh giá chi tiết về sản phẩm cho anh em dễ hình dung. Như mọi khi bắt đầu với thương hiệu mới toanh lên sóng thì chúng ta sẽ cần giới thiệu một chút. Rockbit là một thương hiệu smartwatch đến từ nhà của các anh em gấu trúc. Cũng giống nhiều cái tên khác thì thương hiệu này chủ yếu tập trung vào phân khúc smartwatch giá rẻ nhiều tính năng. Nhưng được cái là nhà sản xuất cũng khá là hào phóng khi mà nhét nhiều phần cứng xử lý cao cấp hơn tầm tiền so với các anh em cùng quê của nó. Chiếc Rockbit Air là một ví dụ điển hình như vậy. Bắt đầu với phần hộp đựng sản phẩm. Nhìn chung cách đóng hộp của mẫu Rockbit Air ra vẻ khá cao cấp, hộp đựng có chất liệu bìa cứng với họa tiết theo kiểu giả da, chia làm hai ngăn tương tự các sản phẩm trang sức đắt tiền hoặc là tương tự như vậy. Mở hộp sẽ thấy sách hướng dẫn sử dụng và chiếc smartwatch được đặt cố định ở ngăn bọt biển bên trên cùng một dây da tặng kèm ở bên dưới và hai hộp nhỏ hơn chứa tuốc nơ vít để mở khay SIM trên đồng hồ và một hộp còn lại chứa dây sạc từ thông dụng. Đó là toàn bộ phụ kiện mà chúng ta có thể nói về hộp đựng của sản phẩm. Bây giờ sẽ đến với nhân vật chính là chiếc Rockbit Air. Về tổng thể, đây là một chiếc đồng hồ thông minh khá đẹp mắt với cảm giác thiết kế giúp chúng ta liên tưởng tới những chiếc Apple Watch nhưng rẻ tiền hơn nhiều. Với số đo 3 vòng là 48,5 x 41 x 15mm cùng tiêu chuẩn dây đeo là loại 20mm thông dụng thì chiếc đồng hồ này thực sự là gọn gàng, nhỏ gọn, phù hợp với cổ tay cho cả anh em lẫn chị em. Dù rằng phần mặt đồng hồ có hơi dài so với bình thường một chút. Phần dây đeo như đã đề cập thì là loại 20mm có khóa cài thông thường nên là anh em có thể thay thế thoải mái. Bên cạnh đó là dây da tặng kèm cũng làm tăng tính thẩm mỹ, sang trọng cho chiếc đồng hồ này. Ít nhất là nhìn từ bên ngoài, còn khi sờ vào thì mới thấy đây là một sản phẩm giá rẻ. Toàn bộ phần mặt đồng hồ được bao phủ bởi khung nhựa bóng và điểm tốt là giúp trọng lượng nói chung của sản phẩm rất nhẹ dù hơi dày. Về chi tiết của mặt đồng hồ thì phần màn được vắt cong nhẹ 2,5D, phần cạnh trái bao gồm khay SIM được bắt hai con ốc vít và có gioăng cao su giúp máy đạt tiêu chuẩn chống nước 5ATM, tương tự đồng hồ cơ thông dụng. Cạnh phải máy bao gồm khe loa ngoài lẫn micro và nút tròn giả Digital Crown tương tự như là Apple Watch, nhưng nó sẽ đóng vai trò là nút nguồn lẫn nút home. Phần đáy đồng hồ bao gồm các cảm biến đo sức khỏe thông dụng lẫn chấu sạc từ 4 chân công suất tiêu chuẩn 5W. Nhìn chung thì thiết kế của chiếc Rockbit Air sẽ ở mức trung bình khá khi mà vẻ đẹp của sản phẩm bị bù trừ cho chất liệu vỏ ngoài hơi rẻ tiền, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chống nước chịu lực, đó là điều tốt. Về màn hình thì chiếc Rockbit Air được trang bị màn hình với tấm nền IPS LCD kích thước là 1,75 inch, độ phân giải đạt tiêu chuẩn Retina 320x385 cho mật độ điểm ảnh tương đương iPhone. Kết hợp với giao diện Android Wear nên cho chất lượng hiển thị rất tốt, hình ảnh ký tự hiển thị đều sắc nét chi tiết. Kết hợp với độ sáng cao nên là dùng tốt ở ngoài trời nắng và bình thường chỉ cần bật 50% độ sáng là đủ dùng rồi. Điểm đáng tiếc là màn hình không có tính năng tự động điều chỉnh độ sáng mà sẽ phải chỉnh tay trong cài đặt. Màn hình có tốc độ làm tươi tiêu chuẩn là 60Hz nên sẽ không bị rách hay là xé hình khi mà anh em cuộn trượt giao diện. Có hai cách bật sáng màn hình là sử dụng tính năng nhấc tay để đánh thức hoặc là ấn nút nguồn. Chất lượng màn hình nhìn chung là tốt và nếu có điểm trừ có lẽ nằm ở phần viền khá dày và không có chế độ Always On như các màn hình OLED, nhưng mà tạm chấp nhận được.
Về phần mềm của sản phẩm thì chiếc Rockbit Air được cài sẵn hệ điều hành Android Wear 9.1, không quá mới khi xét rằng phiên bản Android chính thức hiện nay đã lên đến 12, nhưng chấp nhận được với vai trò của một chiếc smartwatch. Về mặt giao diện thì đồng hồ hỗ trợ 3 chế độ hiển thị gồm chế độ menu 3x3 giống điện thoại cục gạch và 2 chế độ cuộn danh sách, rất dễ để thay thế qua lại cho nhau. Khả năng tùy biến mặt đồng hồ cực kỳ thoải mái khi ngoài các mặt đồng hồ riêng thì anh em có thể tự download thêm trên App Store có sẵn trên máy, hoặc là đồng bộ qua điện thoại đều được, hoặc đơn giản là cài luôn ảnh nền riêng vào cũng được luôn. Cách thức điều khiển giao diện trên chiếc Rockbit Air nhìn chung tương tự như là hầu hết các smartwatch chạy Android Wear khác, tức là đều phụ thuộc vào các cử chỉ. Ví dụ như đang ở trong ứng dụng, muốn thoát ra chỉ cần vuốt trượt từ mép trái, hoặc là muốn xem thông báo nhanh thì từ màn hình chủ vuốt sang trái, vuốt từ cạnh trên xuống để xem các cài đặt nhanh như là tắt bật Wi-Fi, 4G, Bluetooth, định vị, dọn rác để tăng tốc độ máy, chơi nhạc hay là xem thời tiết, v.v. Còn vuốt từ cạnh dưới màn hình chủ sẽ là phần hiển thị các thông số vận động của bạn như là bước đi, quãng đường đi, có cả nút cài đặt nhanh về thiết lập chỉ tiêu vận động luôn. Như đã đề cập ở đầu thì chiếc đồng hồ này hỗ trợ nghe gọi nhắn tin như một chiếc máy điện thoại thực thụ, và anh em hoàn toàn có thể sử dụng Gmail để đồng bộ danh bạ lẫn email và qua đồng hồ này bình thường như điện thoại Android khác. Các app mặc định để nghe gọi nhắn tin và danh bạ trên máy có tương đối đầy đủ các chức năng tối thiểu. Tuy nhiên cần lưu ý là đồng hồ không hỗ trợ chuyển tiếp cuộc gọi từ điện thoại qua Bluetooth, nên là anh em cần xác định dùng con máy này như là điện thoại riêng luôn. Được cái là loa ngoài của con đồng hồ này khá to nên có thể nghe gọi dễ dàng ở chỗ đông người. Các phần mềm mặc định khác của đồng hồ cũng giống một chiếc điện thoại Android như là duyệt file, và anh em có thể kết nối đồng hồ với máy tính thông qua cáp kết nối để chép nhạc, hình ảnh, video 4K không che kêu rên đầy đủ để thẩm khi mà cần thiết. Cảm giác xem qua một màn hình nhỏ thế này cũng khá là lạ. Đồng hồ cũng có trình duyệt web riêng, hoặc thậm chí anh em có thể cài luôn Chrome vào cũng được, trải nghiệm duyệt web đầy đủ như trên điện thoại nhờ lợi thế của màn hình vuông góc. Dĩ nhiên là đi kèm một bàn phím ảo quay ti đầy đủ, nhưng chắc chắn là cảm giác gõ sẽ rất là tù vì màn hình bé. Về khả năng đồng bộ thì anh em sẽ sử dụng một ứng dụng là GaoFit, có thể tìm thấy dễ dàng trên Google Play hoặc là App Store. Với cái app này thì ngoài việc chính là thay mặt đồng hồ, anh em cũng có thể làm được một số thứ khác như là đồng bộ thông báo tin nhắn, cuộc gọi hay là ứng dụng mạng xã hội với điện thoại, hoặc là theo dõi chỉ số tập luyện, thậm chí là cài đặt lại đồng hồ từ xa luôn. Cảm biến trên đồng hồ nhìn chung là khá tốt với thời gian đo nhịp tim hay là dữ liệu sức khỏe khá nhanh. Bên cạnh đó thì đồng hồ cũng hỗ trợ GPS, và thích thì anh em cũng dùng Google Maps để định vị đoạn đường mình đang chạy mà không cần phải đem điện thoại theo luôn. Về sức mạnh xử lý của máy, như đã đề cập thì ở đây chính là điểm đáng giá nhất của chiếc Rockbit Air trong tầm giá rẻ. Nếu không muốn nói rằng trong tầm 2 đến 3 triệu đồng, con đồng hồ này có cấu hình mạnh nhất thị trường luôn. Cụ thể thì nó được trang bị RAM 4GB, bộ nhớ lên tới 128GB, chip xử lý 4x Spectrum SC9832 4x A53 1.4GHz kết hợp với chip tín hiệu NRF52832, dung lượng RAM dồi dào và bộ nhớ lớn 128GB khủng nhất tầm giá, giúp cho chiếc đồng hồ này nuốt được hết sạch các tựa game ngốn dung lượng nhất hiện nay như là Genshin Impact hay là PUBG chẳng hạn. Trong điều kiện tiêu chuẩn thì máy chạy nhanh mượt, duyệt web ngon lành cảnh đào, luân chuyển 5 đến 7 ứng dụng mượt mà. Như anh em có thể thấy thì thậm chí mình có thể bắn được PUBG, chơi Liên Quân hay thậm chí là cháy cối được cả Genshin Impact luôn. Quá tuyệt vời so với tiêu chuẩn đồng hồ thông minh tầm này, hoặc cả tầm giá gấp đôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Chính vì thế mà nó xứng đáng được gọi là smartwatch gaming, bởi đơn giản là nó chạy được. Điều còn lại nằm ở sự kiên nhẫn của anh em với quả màn hình chỉ 1,7 inch mà thôi. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là máy sẽ nóng lên khá nhanh khi mà tải nặng và đôi khi sẽ gặp hiện tượng loạn cảm ứng. Cuối cùng, về cụm camera và pin của chiếc Rockbit Air thì đây cũng là một điểm cắt giảm giá thành của sản phẩm. Máy chỉ có một camera duy nhất 50 megapixel ở mặt trước với nhiệm vụ chính là nhận diện khuôn mặt mà thôi, còn chất lượng ảnh chụp ở mức chống mù. Điểm tương tự cũng về khoản pin, khi mà dù được trang bị cấu hình rất là mạnh so với mặt bằng chung, nhưng đáng tiếc là con đồng hồ này chỉ có quả pin là 850 mAh, thấp hơn so với mặt bằng chung khoảng 1200 mAh. Với dung lượng pin như vậy thì chỉ mang đến thời lượng sử dụng trong ngày. Nếu bật vào Wi-Fi 4G thì sẽ hết pin khá nhanh, còn tốt nhất là bật chế độ Sport. Khi đó thì máy sẽ tắt toàn bộ các chức năng của smartphone và chỉ để lại các chế độ theo dõi sức khỏe để đồng bộ với điện thoại. Đó là điều tạm chấp nhận được trên con đồng hồ này, bởi ít nhất thì nó cũng ngang với chiếc Apple Watch. Nói tóm lại thì về tổng thể, chiếc Rockbit Air này chắc chắn sẽ chiếm được cảm tình của các anh em cấu hình thủ khi nó mang đến sức mạnh xử lý tốt bậc nhất phân khúc, đi kèm mức giá dễ mua theo mặt bằng chung,
Đối với một lựa chọn smartwatch mang đến giá trị sử dụng như một điện thoại tiêu chuẩn trong mức giá rẻ nhất có thể, thì đây chắc chắn sẽ là đề cử của mình cho anh em. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần phải chấp nhận các điểm phải đánh đổi đã đề cập để có được cấu hình như này trong tầm giá rồi. Và vậy thôi, trên đây là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về chiếc smartwatch Robin Air. Không biết là anh em nghĩ sao về chiếc đồng hồ này, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.